Chào các bạn, hôm nay chúng ta đến với game Chiến dịch Huyền Thoại, một game mới nhất trong nền eSports Việt Nam. Chúng ta cùng đến với phần kho đi. Kho thì mình đang có hai khẩu súng MP5 và súng ngắm. Có là nghèo. Ai chào mọi em. Last speech. Nhìn rất là ngầu luôn. Shop. Súng xịn thì phải mở bằng kim cương. Kim cương là phải làm bằng tiền thật. Thử một màn chiến dịch đi. Ra trận. Bấm mua tập trung. Chọn mang theo tập trung. Ra trận. Khai chiến. Go 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 go. No.